Chào. Vài tuần nay thì mình không ra được cái video nào cả và mình rất xin lỗi các bạn. Mình xin hứa là sau video này mình sẽ nghỉ làm video hẳn 3 tuần để nghiêm khắc kiểm điểm bản thân. Và cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi mình. Thực ra mình không lười mà là mình dành thời gian đấy để luyện tập thêm ngoại ngữ của mình. Hola, ¿qué pasa? What's up, yo? Đùa thôi, thật ra là mình lười. Và để giải thích cho cái tiếng hét ở đầu video ấy, thì đấy là vì mình nhận ra là ngày tận thế nó sắp đến rồi. Theo lời thiên hạ đồn đại thì ngày tận thế là 21 tháng 12 năm nay, tức là vài ngày nữa. Không biết là nó thật bao nhiêu phần trăm, nhưng mà cho đến thời điểm này thì đã có rất nhiều phim ảnh và quảng cáo ăn theo cái sự kiện này rồi. Những cái quảng cáo kiểu như là giật iPhone 5 trước ngày tận thế. Chính người làm quảng cáo ấy mới là những người cơ hội. Tại vì sự kiện gì, nhân dịp gì họ cũng có thể lợi dụng để làm quảng cáo được, chứ không riêng gì ngày tận thế. Các em nhớ là ăn bánh trung thu để trúng bao cao su. Và thật sự ra ấy, thì mình cũng không tin vào cái ngày tận thế này cho lắm. Nhưng giả sử nếu nó là sự thật thì cũng đáng để cho chúng mình suy nghĩ. Nếu bạn biết là bạn sắp sửa chết, thì trong số các bạn, ai là người sẽ cảm thấy hài lòng với những gì mình làm được cho đến thời điểm này? Mình thì không. Mình đọc ở trên mạng thì thấy là cái tin ngày tận thế này làm cho rất nhiều người hoang mang. Có những người thậm chí còn tự sát. Nếu là mình, chả việc gì mình phải làm thế cả. Nếu mình biết là mình sẽ chết thì mình sẽ cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng của cuộc sống, làm những việc mà trước đây chưa bao giờ làm. Có những người làm việc rất siêng năng, chăm chỉ, kiếm được rất nhiều tiền nhưng không bao giờ tiêu mà luôn luôn tiết kiệm. Thì bây giờ chính là lúc để các bạn tiêu. Các bạn có thể mua túi, rồi quần áo, ô tô, rồi vòng viết, đồng hồ sang chảnh. Nếu các bạn thích đồng hồ đeo tay mà không mua được ấy, thì các bạn có thể dùng bút bi vẽ đồng hồ lên tay như mình hay làm hồi bé này này. Sắp tận thế rồi, chả ai có quyền đánh giá bạn cả. Nhưng các bạn lưu ý, khi mà vẽ đồng hồ lên tay ấy, thì các bạn phải vẽ đủ cả kim giây, kim giờ và kim phút. Nếu không thì các bạn sẽ bị nhầm giờ và muộn giờ. À quên, đây là đồng hồ vẽ cơ mà. Mình ngớ ngẩn thật. Thế thì vẽ nhanh nó lên 5 phút là xong, chả bao giờ sợ muộn luôn. Theo mình thì cái ngày tận thế cũng là một cái dịp để bạn có thể thể hiện tình cảm đối với những người xung quanh. Bạn đang thầm thích một ai đấy mà chưa có đủ dũng khí để nói ra ấy. Cho dù ngày tận thế nó có thật hay không thì bạn hoàn toàn vẫn có thể dùng nó làm động lực để bày tỏ tình cảm. Khi con người nghĩ là người ta sắp chết ấy, thì có lẽ là người ta sẽ thành thật với nhau hơn, cho nên là khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn. Hoặc nếu chúng ta có chết thật đi chăng nữa thì những ngày trước khi chết của bạn cũng trở nên tươi đẹp hơn rồi. Trong trường hợp bạn bị từ chối thì bạn cứ coi như ngày tận thế là có thật đi. Đằng nào cả hai đứa chả chết. Cái cảm giác khi bày tỏ tình cảm mà bị từ chối, nó rất là đau khổ, chán nản và đáng sợ. Mình biết chứ. Nhưng ít nhất thì bạn cũng đã biết chắc chắn là giữa bạn và người đấy có lẽ không có duyên. Nhưng cái cảm giác buồn chán đấy, nó còn hay ho hơn gấp tỷ lần cái cảm giác của một người quá nhút nhát không dám thổ lộ tình cảm. Tại vì sao? Tại vì người đó sẽ đi suốt quãng đời còn lại nghĩ về những cái kỷ niệm. Và đôi khi họ sẽ tự hỏi là nếu hồi đấy mình thử ngỏ lời thì biết đâu lại được. Giá mà hồi đấy mình làm như thế, giá mà. Nếu bạn không thử, bạn sẽ không bao giờ biết được cả. Tất nhiên là sẽ không có cơ hội cho họ làm lại nữa. Và khả năng cao là họ sẽ phải nhìn cái người họ yêu mến tay trong tay với người khác. Các bạn trẻ đừng mắc phải sai lầm mà mình đã từng mắc nhé. Và vừa rồi là một số tâm sự và suy nghĩ của mình trước ngày tận thế. Mong là mình sẽ gặp lại các bạn sau ngày 21. Mình thì mình dự là mình sẽ gặp lại các bạn sau ngày 21. Nhưng mình cũng không biết chắc đâu.